một nghệ chiên và học. Chiên và học. Nên và học. Nên học bao giờ nên bao giờ. Nên một nghệ chiên và học. Mà một cái phong cha học tập học tê phải là linh. Mà tập một đăng này là sao nên nhóm học tập học phong con chê chăng học tập học sạp chăng ạ. Chúng ta học sạch cố đang sạp tập bằng nè một phong. Nên sẽ chụp chiên một con. Sẽ chụp chiên. Nên phải học một chân cho môi sẽ chụp. Thôi nhưng một con được chiên là con chà gì. Một nè thôi mà hộp nè con chụp chiên nè bà hộp một nè thôi.